Em Đỗ Quốc Minh ở trên Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả các tình yêu có một buổi chiều, hôm nay là một buổi chiều ngày thứ tư. Một buổi chiều tối ngày thứ tư, thân tâm an lạc, vạn sự bình an các tình yêu nhá. Hôm nay em lại lên một cái clip mới. Một cái chương trình nó là cái công việc hàng ngày đó mọi người. Mỗi một ngày lên một clip và chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm đẹp, những cái sản phẩm tuyệt vời. Trên cái phương châm của em Minh nó là 6 cái chữ vàng, nó là ngon, bổ, rẻ, đẹp, độc, lạ. Mọi người nhá, ngon, bổ, rẻ, độc, lạ. Thì anh em nào xem được clip ngày hôm nay, em hãy nhớ dành cho Minh xin một like. Và anh chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù năm nay là một cái năm cực kỳ khó khăn, trong tất cả mọi việc đều rất là khó khăn. Hàng ngoại rất chậm, giá cả thì leo thang, công thợ thì cao mà làm thì bán thì rẻ, thậm chí bán hòa và nỗ rất là nhiều, nhưng mà thôi, trên phương châm vẫn làm vui là chính, cái việc gì vui thì mình phải ưu tiên. Thì em Minh luôn muốn lên một clip, lúc nào em Minh thật sự mọi người là lên một clip mặc dù là khó khăn như thế nào thì khó khăn, em Minh cũng luôn luôn muốn truyền tải đến mọi người một thông điệp, đó là gì, mọi người xem clip của em mọi người sẽ không bị áp lực và cảm thấy vui. Em là một người làm clip em phải vui trước tiên đã, mặc dù khó khăn bộn bề nhưng mình vẫn phải vui rồi mình từ cái vui đó thì anh em mới vui và anh em vui anh em mới chốt đồ. Ok, thì không đẹp vào đấy mọi người nhá, không khó khăn phải cố gắng kêu ít thôi. Còn một ông anh cũng bảo là khó khăn rồi, cuộc sống nó phải khó khăn, có khó khăn thì nó mới tạo được cho mình cái động lực để mình gọi là tiến tới, nhưng mà lúc nào con người mình cũng phải vui và phải hoan hỉ đó, để mới có cái sức lực cũng như là cái ý chí phấn đấu. Thì nếu mà buồn thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả và cũng chả có ai thương mình cả, mình tự thương cái bản thân mình thôi. Ok, thì hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mới. Thì hôm nay em cũng nói mọi người là em có làm một lô ngựa có mười mấy con ấy thì là cũng xong được tầm 5-6 con. Thì cái lô ngựa lần này em làm xong em sẽ để mọi người giá khá là êm. Hôm qua thì cũng hôm qua một con thì cũng giao lưu anh em rồi, thì ra mỗi một con ngựa đó em chỉ được 100, hơn 100.000 một con thôi. Hôm nay tiếp tục là một con thứ ba, con này thì to hơn hai con hôm trước mọi người nhé, to hơn. Rồi đây, con này nhìn anh em nó tinh mắt thì nhìn thấy cái bao đã to hơn rồi. Đây. Cái phần đế là nó đặc hết đây này anh em, đây là toàn là mặc dù cái giá rất là hợp lý, em cũng dám dùng là từ rẻ, giá rất hợp lý, nhưng mà cái phần gỗ là đều là cố gắng lựa gỗ như này anh em nhé. Cắt đi cái này, thực ra nếu mà các bác đi thuê được một con ngựa như vậy với chất liệu là gỗ hương ta, đây là chất liệu gỗ hương ta, thì một con ngựa như vậy anh em cũng phải bỏ tầm khoảng 1,5 triệu tiền công, 1,5 triệu tiền công đó nhưng mà con ngựa này em bán cho mọi người với cái giá thành tổng thành mà anh em nhận nó còn thấp hơn 1,5 triệu rất nhiều mọi người nhé. Đây là gỗ hương ta và lưu ý giúp em Minh là hàng liền 100% mọi người nhé. Cao 38, rộng 27 và sâu là 16. Cái này anh em có thể để mua để vào những ô cầu thang rất là đẹp. Ngựa thì không nhất thiết là phải anh em phải là những người hợp với tuổi ngựa mọi người mới chơi đâu nhé, hay là những người tuổi ngọ mới chơi được, mà ngựa đó là tượng trưng cho sự ý chí luôn luôn nào phía trước. Thực ra cái ngựa này nó không chỉ có trong văn hóa phương Đông của mình đâu, anh em có thể ý là những cái văn hóa phương Tây ấy, người ta cũng rất là trang trí và đề co ở trong nhà những cái sản phẩm bằng những chú ngựa, bởi vì loại ngựa là một trong những loại động vật nó khá là thân thiện với con người mà nó mang nhiều cái yếu tố rất là tốt, nên là chúng ta bày để ta học những cái đức tính tốt của nó, học những cái đức tính tốt của nó và chúng ta áp dụng vào bản thân mình. Thực ra rất là nhiều anh em bảo là tại sao chúng ta là con người mà chúng ta phải học cái đức tính của con vật. Thực ra nhiều khi nói không phải nói xấu đâu, nhiều khi có những cái đức tính ấy của con vật ấy nó còn tốt hơn con người rất là nhiều. Nên là chúng ta phải học tập đó, nó đơn cử thôi, còn không chúng ta cũng đừng có kỳ vọng quá có ý nghĩa lớn nào đâu, mà chúng ta đơn cử nó là một cái sản phẩm để bày trang trí thôi. Còn đây em Minh giao lưu mọi người là 13790 không ship anh em nhé, giá rất hợp lý. Nói chung là anh em nào chơi đồ gỗ rồi và có gỗ rồi và gỗ hương ta nhé, hương ta Gia Lai hàng dễ, thì anh em sẽ biết là cái giá này nó hợp lý như nào. 1379 không ship mọi người nhé, một em thôi, hết rồi nhé, tầm ta hết rồi mọi người nhé, phải mấy hôm nữa là mới xong mấy con còn lại. Thì làm một lô mười mấy con ấy thì mới xong được có 3 con thôi, thì em bán 2 con rồi, bán 2 em rồi,
hàng đẹp mọi người nhé, yên tâm chất lượng nha anh em, giá hợp lý nhưng mà chất lượng gỗ là phải ưu tiên hàng đầu á, chứ không phải hàng đẹp mà giao lưu cho mọi người những cái giá rẻ mà lại đưa những cái sản phẩm xấu, không có chuyện đâu mọi người nhé. Siêu phẩm đây anh em, đây thực ra là những cái sản phẩm mà đúng với cái tiêu chí của em Minh là dành cho mọi người, ngon bổ rẻ đẹp độc lạ. Đây là một cái phôi hương ta Gia Lai, hàng ôm đá tự nhiên 100%. Các bác đến với em Minh thì mọi người sẽ gặp rất nhiều cái hàng ôm đá thật, mọi người em làm rất là nhiều hàng ôm đá. Đây nhìn cái chất phôi ôm đá này mọi người, nó rất là hồng và đỏ nhé. Bức này là đủ kỹ mọi người nhé. Đây mà giá của bức này là rất là êm cho mọi người chơi, em nghĩ là cái giá cực kỳ hợp lý nhé. Có cái bệ, con này là có cái bệ to lắm, mà những cái tác phẩm dê mà gắn với đá đấy thì nó đúng là dê luôn anh em nhé. Hai thứ nó kết hợp với nhau rất là chuẩn, dê sống ở núi đá mà. Đây đá tự nhiên, hương ta một đá tự nhiên 100% anh em, nhìn chất phôi này. Cái hương đá này thì cái chất phôi của nó bao giờ cũng rất là tuyệt vời, khẳng định mọi người luôn. Đây là hương ta Gia Lai nhé, sống ở những vùng núi đá anh em, nhìn chất vân này, hàng không có vết đâu mọi người ạ, chơi yên tâm luôn. Đây tuyệt vời chưa, hàng này mọi người chơi thì phải nói là quá chất lượng luôn ạ, liền 100% luôn cho anh em chơi yên tâm nhá, liền 100% luôn, liền 100% luôn cho mọi người chơi cho phê luôn, liền 100% luôn nhá. Cái này nó có cái hay mà người biết là cái gì, nó là cái bệ. Sản phẩm nó có cái bệ là rất là tuyệt vời, em ưng cực kỳ ưng những bệ này, nhưng mà để mà cái bệ được cái bệ to như vậy cho mọi người là cục gỗ phải to lắm ấy, sau nó cắt đi nó mới được cái bệ như vậy. Mà anh em nhìn những cái chất gỗ ấy, hương ôm đá hoặc cái chất phôi nó phê chưa, cực kỳ lắm, phải đẹp nhá. Con này chất lượng này anh em này, chơi bức này cho em, và bức này giá hợp lý lắm, cái phôi nó hợp lý. Thực ra là có những cục hôm đá là mình phải cắt mình bỏ đi nhiều ấy thì là cái phôi nó sẽ bị cao tiền phôi, để khi hoàn thiện nên là cái giá thành nó sẽ bị đẩy lên. Nhưng cục gỗ này là mình không bị cắt, mình bị cắt bị ít, có nghĩa là em gọi là hàng lợi phôi thì là làm nên là cái giá thành nó sẽ hợp lý cho mọi người, nó không bị quá cao anh em ạ. Bây giờ chất lượng phôi thì em xem qua cái đế chút nhé, quá đế chứ. Ủa đế tuyệt vời luôn các bác ơi, đế thì nó là ôm đá mà. Đây này cái đá là tự nhiên 100% mọi người nhé, đá tự nhiên 100%, phê lắm. Bức này thì anh em bày quá đẹp luôn, giá hợp lý lắm, đẹp, chất phôi tuyệt vời, cao 51, bức này cao 51 mọi người nhé, cao 51 cao 51, chiều rộng luôn mà. Cao 51 rộng 30, dày lắm, bức này cũng dày lắm. Ủa. Cao 51 rộng 30 và cái chiều dày của nó hơn 30, dày hơn 30 đấy, nhưng mà thôi em lấy tròn 30 đi, cao 51 tròn 30. Bức này giao lưu mọi người 2.6. 2.6 không ship anh em nhé, giá cực kỳ tuyệt vời và hợp lý. Bữa này là anh em nên chơi mọi người nhé, cá cực kỳ hợp lý luôn. Quan trọng đó là cái chất gỗ anh em ạ, cái chất gỗ của nó không bị lỗi vết, và cái chất gỗ ôm đá này là một trong những dòng chất tuyệt vời rồi, tuyệt vời luôn các bác nhé, bẹ to lắm, bữa này hợp lý, giá vậy là hợp lý. Nên cho anh em ngắm một cái bức này luôn mọi người nhé. Đây. À, hôm qua em có sell một chú heo rồi, rất nhiều anh em chốt, thì hôm nay sell tiếp một chú nữa cho anh em nhá. Thực ra cái giá này cho mọi người, cái giá này thực ra các bác là nó rẻ hơn gỗ hương. Đây là gỗ cẩm này, một cái rễ cẩm này, cẩm chỉ Gia Lai mọi người nhé. Này 500k nhá,
Em nếu mà cái bức này mà sản xuất ra em mà làm mà tầm gần 700.000 đấy, mà bây giờ bán cho mọi người 500k đây, không có một tí lỗi vết nào luôn, tự nhiên 100% nhé. Cam kết với các bác là tự nhiên 100%, đây là gỗ tự nhiên 100% luôn. Em còn mấy con em xeo lốt thôi, em cũng không làm cái loại heo cẩm nữa rồi, em bỏ đây mọi người nhá. Anh em thấy lâu lâu em mới quay heo đâu, bỏ này, em không làm heo nữa rồi. Anh em có đặt thì em mới làm thôi chứ không làm nữa. Bởi vì làm ra bán làm gần 700.000 là bán 500. Thế các bác đi gỗ cẩm mà làm 500.000 con heo này, anh em hỏi có làm được đâu, làm sao nổi ạ. Không làm heo à, bỏ heo, chán heo. Cây năm ngoái năm kia em làm, em Minh một tháng em có thể làm đến gần có thể hơn 100 con heo, một tháng làm tầm 100-120 con heo ấy, nhiều dã man. Mà đến năm nay gần như em bỏ bẵng không làm, bởi vì không anh em mua. Mình bỏ không làm luôn, mà làm nên thường là lỗ nhiều, như bán như vậy là lỗ. Dài 33, cao 15 và sâu 12. Gỗ cẩm chỉ ra lai liền khối, không dặm màu, không vẽ vân, không đứt nát, không chắp ghép, bán cho anh em 500.000 không ship. Cũng công của anh em à, tầm bán cho vui, bán cho mọi người chơi cho thích cơ, chứ còn thời gian này bán như vậy không có tí gì luôn. Anh em biết củ phôi ban đầu bao cân không? Đây là minh chứng cho cái việc ở phôi nó không lợi đây. Củ phôi này để cắt cho mọi người một con hổ này, anh em biết củ phôi này bao nhiêu? Cần 60 cân cắt đi để làm cho nó thành nhiều một con hổ. Một củ hổ này em kết cái quả đá của nó, em kết cái cục đá của gỗ hương này. Lần đầu tiên có một cái gỗ hương có quả đá như vậy, đá nó như kiểu ngọc ấy. Đầu tiên cái phôi của nó ấy, ở chỗ này nó có một cái cục nữa này, chỗ này có một cả một cục rất là to chỗ này nữa, nhưng mà nó rơi mất rồi, rơi mất rồi em không gắn lại, em sợ em gắn lại anh em phải nghĩ cả cục này của em là gắn nên là em thôi em không gắn lại nữa, em bỏ cục đi, em bỏ cục đấy đi, em để giữ lại đúng cục này. 60 gần 60 cân phôi. Cái này mọi người nhìn cái chỗ này nó toàn nu hết anh em ạ, chỗ này là toàn là nu hết mọi người nhé, nu hết. Và cái này là liền 100% gần 60 con phôi của em, bất kể không loại phôi mọi người. Trong cái lòng này nó cũng có cái đá này, nhưng mà thợ làm mà nó móc ra hết rồi, nó móc cái đá này thì còn được mọi người giữ lại được những cái cục to này. Cái đá này nó trắng, đá trắng nó rất là đẹp, thực ra là rất là hiếm. Thường thường là 100 cục phôi gỗ hương ôm đá thì mới có một cục mà ôm được cái cục đá vậy mọi người nhé, đá này này. Đá trắng trắng mà nó như kiểu nó rất là giống ngọc, cực kỳ giống ngọc luôn nhé, cái đá nó rất là giống ngọc anh em ạ. Còn thường thường là đá nó sẽ như cái con dê vừa rồi ấy, mọi người xem là sẽ đá Dương Gia Lai là sẽ đá đó, cái đá đó, còn cái đá mà giống ngọc, đá trắng mà giống ngọc như vậy là cực kỳ hiếm. Nên là thường thường 100 cục mới có một cục, và anh em mà đi mua phôi và gặp những cục này thì hầu như đều chấp nhận bỏ tiền to, tiền lớn hơn, nhiều tiền hơn để mua những viên này đâu, vì nó giống rất giống ngọc luôn. Cực kỳ giống ngọc, mọi người nhận hàng mà kiểm tra xem đây, nó có những phần này cực kỳ giống ngọc, nó đắt ở cái phần đó. Và có một cái đặc điểm đó là cái đá nó rất là nặng, em không hiểu tại sao nhé. Ví dụ như cùng một cục phôi nhé, nếu mà cùng kích thước cùng cục đá như vậy, cái cục đá của con dê vừa rồi nó rất là bình thường, nó không nặng lắm, nhưng mà riêng cái đá này nhé, nó cực kỳ nặng, một cảm giác cái khối lượng riêng của nó đấy nó phải nặng gấp đôi, nặng gấp đôi cái đá con dê. Kiếm tài. Cái này của em là nguyên một cục phôi là liền 100%, nó đục đi mọi người. Và trên người là toàn, nói chung là hàng ôm đá anh em chơi đi, yên tâm rồi, nó toàn sụn hết rồi, phê lắm. Em thích làm hàng ôm đá, cực kỳ thích luôn, và chấp nhận là mua rất nhiều. Sau đó về có những cục làm không có được đâu mọi người, có những cục làm mua mình kiểu mua theo lô á, mua trên mạng, mua cho lưu về làm không có được,
không đúng ý của mình. Nhưng mà nhiều khi toàn bán lấy tiền gỗ thôi. Nhưng qua bán cái con chuột 1,3 triệu mà ốm đá cho mọi người, còn đó em bán lấy gỗ thôi chứ em không có lãi con đấy đâu mọi người, lấy gỗ một tí công thôi. Nhưng con này là rất là nặng, ui bây giờ em còn rất là nặng. Hỏi có mãi cũng khỏi đốm đu rồi. Cái lói một lúc nào nó cái cổ cái thanh quản em ấy, nó rát rát nó ho. Có chịu vô cùng đây. Đây thì cái đá mình vẫn rất là đẹp, chất của nó thì thật sự mọi người không phải nghĩ đây, nó dày này luôn, loàng sụn hết anh em ạ. Không chấp ghép mọi người nhé, anh em là kỹ tính mà thích chơi cái hàng độc lạ và quái thì mọi người chơi bước này của chú hộ tuyệt vời luôn. Em là cái bệnh này là bệnh nghề nghiệp, nhưng đợt này là bị lặn lất, em dã kháng sinh mấy ngày hôm nay rồi mà nó chưa khỏi. Mọi lần em bị nó chỉ một vài hôm, một hai hôm mà nó khỏi rồi. Đợt này không biết tại sao lâu quá, mãi không khỏi. Hổ dài 60 mọi người, nhưng mà to nhé, dài 60, cao 39, nó rất là dày, dài 60 cao 39 và cái độ dày nó lên 37 phân, cực kỳ nhiều phôi ạ. Vì sao là 60 cân phôi nó như vậy, nó rất là nhiều phôi và phôi ống đá nó rất đắt, nhất là những cục phôi đá nó như ngọc rồi này, anh em nhìn đá như ngọc luôn nhá, rất đắt luôn. Đấy, nhưng mức này thì nó không lợi phôi đấy, cũng bán cho mọi người giá nó cũng mềm xuống để mình ấy thôi, chứ mình không bán được. Nếu bình thường những bức này người ta có thể bán tầm khoảng 4,5 triệu, 5 triệu. Em để mọi người giá 3,5 đồng đấy nhá, 3,5 đồng không ship. Anh em nó thích sưu tầm cái hàng đặc biệt chất lượng thì mọi người chơi nhá, một em duy nhất này. Tạm thời hết hàng bóng đá nhá, tác phẩm mới có lặng lắm, cục phương công nhận của phu lặng này, lặng do cục đá này, à dã năng màn nặng nặng kinh khủng, nặng thật, đúng là nặng như cục đá, lặng như cục đá anh em ạ. Em lên cho anh em một tác phẩm này, nhà còn một chú dê rất là đẹp, dê gỗ chắc, chắc đen. Chú này một người bày rất là đẹp này. Nè mọi người yên tâm là những con dê như vậy để em mình em làm em đều cam kết về chất lượng cho mọi người hết. Dư về gỗ chắc mọi người nhé, mọi người yên tâm. Nếu còn anh em đi mua trên thị trường hay bị dính cái kiểu nó chắc như này. Còn em làm hàng của em là hàng liền 100% mọi người nhé. Hàng liền 100%. Anh em mua về cứ yên tâm mà sử dụng, về kiểm tra thoải mái. Mọi người kiểm tra kỹ những cái phần chân này này. Em chia sẻ mọi người hay bị chắc những phần này, nhất là với chắc đen mọi người, kiểm tra kỹ những cái phần khớp lối như vậy. Đây này, em kiểm tra kỹ giúp em, hoặc những cái phần như kiểu chỗ này, những cái vị trí này này, họ sẽ tận dụng những cái phần khe này để làm cái khớp này, để sẽ thành chỗ chắc, anh em sẽ không phát hiện ra được. Đấy, như những cái chỗ như này anh em phải để ý này, hoặc những cái khớp như khe như này này. Như vậy những khe này, này nó hay bị chắc. Đấy, đây là chia sẻ thật lòng của em cho mọi người nhé. Thực ra những cái chia sẻ này thì nó cũng như là con dao, một cái con dao hai lưỡi đó anh em. Nó sẽ nhiều bác thích, nhưng mà nó chính là cũng là một con dao mà nó tự đâm. Thì mình khi mình đã chia sẻ cái này rồi thì anh em sẽ biết, và mình chắc chắn là mình sẽ không bao giờ làm những cái hàng như vậy. Và những cái chia sẻ này, những người anh em ta cùng làm hàng với mình, người ta cũng làm cùng làm nghề mình, họ làm những cái mặt hàng như vậy họ cũng không thích. Đấy, nhưng mà thôi thì em cứ, đó là sự thật, mình bán những cái sản phẩm thật thì mình phải chia sẻ thật như vậy để anh em biết. Bởi vì những cái hàng này của em cái giá nó sẽ cao hơn hàng đó, anh em mình cũng phải cao hơn, chắc chắn phải cao hơn, thì em phải chia sẻ như vậy thì anh em mới tự tin anh em mua.
Nhưng nhiều anh em không biết, anh em bảo tại sao cùng một kích thước như vậy mà bên kia họ bán có 1 triệu, mà bên em bán con này 1,4 triệu, con này em bán 1,4 triệu. Vì sao em bán như vậy? Thì bây giờ em phải giải thích rõ mọi người là em cam kết với mọi người đây của em là hàng liền 100%. Và của em mua đắt hơn, nó sẽ đắt hơn. Còn anh em mua hàng người ta không cam kết cho mọi người thì giá sẽ rẻ. Của em là không có chuyện là chắc một tí, mà của em đây là em nói là liền 100% luôn, không có chắc cái gì cả. Đấy, cao 30, rộng 20. Còn thực ra những cái chia sẻ này không phải nhằm mục đích là đạp đổ bát canh hay bát cơm của ai cả, mà đây là cái hàng của em như vậy này, em phải chia sẻ rõ như vậy để mọi người có cái sự so sánh và cái sự đánh giá, để tránh cái tình trạng anh em bảo là tại sao mày lại bán đắt hơn người kia, trong khi đó cùng một chất liệu gỗ mà cùng một kích thước nó bán 1 triệu mày bán 1,4 triệu, thì có cái nguyên nhân và lý do của nó cả. Mọi người đã hình dung như đây này, anh em đã mua gỗ chắc của em thì chắc chắn em nói luôn cho mọi người là không bao giờ có chuyện là rẻ đâu. Em đã làm chắc để em mua toàn chắc đẹp, em làm nó rất là đắt mọi người nhá. Nhưng mà nếu mà so mặt bằng chung thì em nghĩ là những cái shop khác mà bán những cái sản phẩm liền như vậy họ cũng không bán cho mọi người giá này đâu. Cái này dày 16. Dày 16. Đây em sẽ đặt đế luôn, đây chắc đen. Đây mọi người nhìn. Đây là nguyên một cái gốc chắc. Thì nó có những cái phần này, nó có một cái chạc, hai cái chạc này anh em nhìn nhá. Nó sẽ đây, nó một cái chút lúa đến tận chỗ đoạn này này, đây này. Đây một chút này nó đến đây lúa ở đây nhá. Còn từ trên này đến này đặc. Đây. Nó là cái hàng rễ, gốc rễ đấy. Tưởng tượng đấy là hai cái rễ nó ăn trong đất. Đây một cái rễ, đây hai cái rễ. Nó tất cả đều liền, nó không có chắp mọi người nhá. Em không vá vào sợ anh em nghĩ là chắp. Có này 1,4 triệu. Bởi vì gỗ nó nhiều. Bẹ nó dày. Anh em đi mua một cái sản phẩm chắp nó làm 1,1 triệu rồi, 1,1 triệu rồi. Nhưng mà mình đã chơi cái hàng liền anh em. Em bán được chắc. Khi em bán được chắc em bán chắc ngay, tội gì bán liền. Em mà bán được chắc em bán chắc. Hai chiếc mâm chun trước 100% đây mặt sau nhé. Cái chỗ này nó có một cái vết, nó là vào cái vết mắt anh em, đây không sâu, không thối, không thủng, nó chỉ là do cái vân gỗ nó hơi bị đen thôi, chứ không bao giờ có chuyện sâu thối hay thủng hay là vá víu. Nó là cái vân gỗ hơi đen mà em không muốn chỉnh sửa vào, em để nguyên bản cho nó là cái mặt sau không ảnh hưởng mọi người nhé. Mâm này chun tuyệt vời luôn. Mâm này nhỏ, có một hàng to. Hôm vừa rồi có mấy anh em bảo là làm đấy một hai cái nhỏ nhỏ đấy em, bởi vì là to quá khó bày. Thì hôm nay em có 2 chiếc giá hợp lý và cái độ chun cũng rất là đẳng cấp và tuyệt vời. Những cái như vậy anh em bày như kích thước như này là anh em bày là vừa, và bê đồ bê đạc cũng vừa, nó không quá to. Mà giá thì rất cực kỳ hời luôn. Em ơi mọi người, anh em bày những cái mâm cúng mà anh em không thể bỏ qua những cái mâm này đâu. Mọi người chốt đi. Thật sự luôn, hàng muôn đời, và những cái này của em không lứt mọi người nhá. Không lứt, không cong vênh đâu. Không lứt, không cong vênh đâu anh em ạ. Có 2 cái như nhau nhá. 2 cái như nhau, nó cùng một cục vôi xẻ ra. Hai cái như nhau, cùng một cục phôi xẻ ra. Cái màu là cái, nó là cái gỗ ấy. Dính một tí gọi là cái mắt, không phải là sâu thối, không thủng, không bọng mọi người nhé, tuyệt vời luôn. Hai cái kích thước đường kính như nhau, em bán kỷ niệm mọi người cho anh em nhanh tay nhá. Cái này đường kính 52 mọi người. Đường kính 52 ấy, dày lắm. Hai cái chiều dày nó phải 4 phân. Lần đầu tiên xẻ 4 phân ấy. Thường thường là người ta xẻ 3 phân thôi, đây xẻ 4 phân. Đường kính 52 mà xẻ 4 phân như vậy, em chỉ giao lưu mọi người là
giá tuyệt vời cho anh em nhé, vừa bán được kỷ niệm anh em này, 999k một cái, anh em nhanh tay chốt có hai cái nhé, có hai cái thôi, chốt cả hai cái cũng được, 999k một cái, không ship nha, bán cho vui chơi mọi người thôi, cứ bán 999k không công đâu, chắc tính ra chắc được trăm, được trăm, được trăm thật anh em ạ, bởi vì là nó to quá, cái hàng trung trước đắt lắm, nhà gì à? Cái đấy anh em bày mâm cúng thì tuyệt vời đấy, bày đồ cúng đấy, bày đồ cúng thì tuyệt vời được. Đợt này em có làm ít hàng chắc kỹ một tí. Em nói mà trên thị trường người ta bán cái hàng toàn mười mấy triệu mà em làm xong em bán mọi người cái giá thì nó cực kỳ hợp lý, rẻ người ta bán rất nhiều. Đặc xịt 100% anh em ạ. Hàng tuyển chọn phôi. Đây là nguyên là một cái rễ, tất cả những cái này đều là hàng rễ hết. Và nó đều là đặc 100% hết. Hàng đặc 100% hết luôn. Bức này khá là to phôi đó. Bức này khá là to phôi. Ra những cái bức như vậy làm nó cũng không dễ tí nào đâu, nửa phôi khó lắm, đặc hết phôi. Đục kỹ lắm, cao 61, rộng 18 và sâu là gần 14 phân. Mọi anh em thường nãm này làm rất kỹ mọi người nhé, làm rất kỹ luôn, làm cực kỹ luôn. Đây đưa vào cái sâm cọc mọc tê liền hết. Em chỉ làm có 3 bức thôi, bức này bức to này, còn bức này còn to hoàn thiện sau rồi. Gậy là gậy đục rồng hóa hết mọi người nhé. Ủa là hán triều mi chất phôi ra tuyển chọn luôn nhé. Em nhìn cái diện em làm này đẹp chưa, mọi người đi mua những bức triều mi em thấy thị trường đục mặt nhăn quá. Cá nhân em mình không đánh giá cao những cái mặt quá nhăn như vậy, bởi vì nhăn quá là nhìn nó mất cái chất của cụ, như vậy là rất là vừa và cực kỳ đẹp luôn. Mặt này cũng nghệ nhân anh em ạ, không phải đơn giản đâu nhá, đục gậy đục dòng hóa này. Bóc kỹ ra gỗ này, nghệ nhân á, không phải đơn giản đâu, mặt như vậy không phải dễ đục đâu anh em ạ. Bước này giá cho mọi người là 3.400.000 không ship anh em nhá, 3.400.000 không ship anh em cứ cân đối đi, cái giá đó thì nó quá tuyệt vời rồi, mọi người còn ăn tan gì nữa. Chất phôi đường nét đục như vậy với cái giá chỉ có 3.400.000 em ạ, mọi người anh em không đi tìm đâu bán ra này đâu, chắc chắn trên thị trường bức này không bao giờ dưới 5 triệu, không bao giờ dưới 5 triệu, chắc chắn luôn, không bao giờ dưới 5 triệu luôn, đảm bảo mọi người, rẻ nhất cũng phải 5 triệu, em bán mọi người có 3.400.000 được. Kiếm mọi người 1-200 thôi, cắm nó 1-200 thôi, tầm này gọi là duy trì đến cuối năm thôi anh em ạ, cố gắng duy trì đến cuối năm thôi, khó khăn lắm nhưng mà thôi duy trì công việc vậy, giữ việc thôi. Những cái bức to như vậy người ta bán toàn 5-6 triệu, mình chỉ có hơn 3 triệu lên đường rồi, toàn dầu và dầu to đùng. Một bức Di Lặc đứng Vũ Huyết Long
Trời hơi tối rồi anh em nhá. Trời hơi tối rồi nó không còn đủ ánh sáng nữa, nhưng mà bức này của em lên màu vẫn rất là đẹp. Một cái bạch này. Bạch gốc to chưa? Em có thể cam kết mọi người bức này thị trường nào ông nào bán rẻ nhất phải bán 5 triệu. Bán rẻ nhất phải bán 5 triệu, anh em cũng đi tìm hiểu mà xem. Rẻ nhất phải 5 triệu. Nhưng mà em mình chỉ bán cho mọi người cái giá là 3 triệu 6 thôi. 36 không ship. Em xin mọi người đúng 300 nghìn công. Có lại siêu tinh dầu liền 100% luôn. Thơm lắm. Thơm lắm anh em ạ. Thơm lắm. Giàng siêu dầu mà. Không có một tí vết tích đâu nhá, hàng không có dặm vá, không vẽ vân đâu nhá. Nguyên bản nó gỗ đấy ạ. Anh em thích chơi thì chơi này. Một bức duy nhất thôi mà giá 3.6 bức này thì em nghĩ là quá là tuyệt vời luôn rồi. Anh em không chốt nhanh thì còn năn tăn gì nữa. Còn mọi người đi mua thì chắc chắn phải tầm khoảng 5 triệu đổ lên. Em chỉ bán mọi người 3.6 thôi. Đấy, chỉ xin mọi người 300.000 tiền công thôi. Không cần nhiều. Không cần nhiều. Hò quá. Nói to cái là hò. Chỉ xin mọi người 300.000 thôi, không nhiều đâu. Hôm qua lại em bán một cái bức đàn ma của anh khách trên Hà Nội. Thực ra là anh khách quen, anh bảo thôi bao ship cho anh. Thường thường là ví dụ như những cái bức khác thì với một anh khách quen như vậy, một cái bức đàn ma em bán mày cũng em bao ship luôn. Nhưng mà hôm qua đắn đo thật sự mọi người, bởi vì cái bức đàn ma, cái bức đàn ma lũ Ngọc Am hôm qua quay đấy, bức nó nặng quá. Mà thật sự mọi người, em bán bức đấy em chỉ được có 300.000 công, bán 3 đồng rưỡi được 300.000 công. Cuối chào con, tôi có 300.000 công mà anh của bao ship thật năng tăng dã man luôn. Bởi vì là vừa phải đóng kiện, vừa bao ship, nếu mà trừ đi bức đó chắc chỉ được 100.000. Như bức này nếu anh em nào bảo em bao ship chắc em cũng chịu được. Bởi vì từ 3 triệu 6 rồi anh em tính nó quá hợp lý rồi. Bao ship thật sự luôn mọi người. Nên là chia sẻ với anh em thực sự thông cảm cho em. Em rất muốn là bao ship cho mọi người, rất muốn là ra lộc cho mọi người. Để anh em chốt nó may mắn hoàn thì em báo cái giá nó. Em được quá ít, sự mọi người em không muốn báo cái giá cao lên để anh em mặc cả. Mà mình chỉ muốn báo cho anh em một cái giá anh em nghe nó thấy hợp tai quá rồi. Nó hợp tai lắm rồi, nó vừa ý anh em quá rồi thì anh em chốt luôn anh em ạ. Còn ship thì em đảm bảo mọi người, ship em làm rất là rẻ, anh em không phải đắn đo về ship. Còn anh em cứ chốt đi. Xong hỏi em là em mua cái bức này ship bảo khoảng bao nhiêu tiền, những bức to như vậy ship khoảng bao nhiêu tiền. Em sẽ trả lời cho mọi người cái giá ship đó. Như bức như vậy, to như vậy, em khống chế ship cho mọi người chỉ 200.000 thôi. Đó là ví dụ bức này cả ship nó chỉ có 3.8 thôi. Cả ship nó chỉ 3.8 thôi đó. Xa gần là chỉ 200.000 thôi mọi người nhé. Còn nếu anh em nhận được quanh Hải Phòng em ấy, nhận được ô tô khách ấy, thì nó chỉ có 100.000 tiền ship thôi. Chỉ có 100.000 tiền ship thôi. Còn người ta có thể báo anh em, người ta báo bao ship, người ta báo lên 4 triệu hoặc 4 triệu 1 ta bao ship, thì chính là các bác lại là người bị thiệt. Bao ship thì các bác lại là người bị thiệt. Còn em báo chuẩn như vậy là anh em cực kỳ là lợi luôn ấy. Bức này 36 quá tuyệt vời luôn. Mọi người chưa bao giờ rẻ như vậy đâu. 371 một cái bạch cực to luôn. Rộng, chiều rộng to như này cơ mà. Chiều rộng của nó là 55 phân cơ mà. Rộng 55 phân của một cái bạch cực kỳ to luôn. Dày 20 một cái bạch, em cắt một cái bạch lấy cái phần nhiều dầu nhất em làm cho mọi người. Anh em nhìn này, đó, 3.6 thôi, 3.6 với anh em nhé, anh em lên tay. Trời nó tối quá rồi thì nó không lên màu đâu anh em ạ. Nhưng mà tí nó sáng lên màu rất là đẹp luôn. Em nghĩ cái bức đó, những cái bức này là cái giá đó là anh em nên chốt, bởi vì là có quá tuyệt vời về giá. Không ai bán như vậy đâu anh em. Một trong những cái mẫu đạt ma mà trên thị trường nó làm mưa làm gió rất là bao nhiêu năm nay, và cái giá anh em phải bỏ ra rất là cao. Đó là cái bức đạt ma phần nghe, chế tạo thương hiệu là gỗ chắc và hàng đục kỹ như vậy.
chất phui thì em nói mọi người là chất phui cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Mọi người nhìn này. Chất phui là chất phui VIP ạ, phui tuyển chọn. Đây đục nghề, đục nghề di sản cực kỹ. Anh em nào mà chưa có những bức đạt ma như vậy thì chốt bức này đi nha. Bức này quá tuyệt vời. Chất phui đẹp lắm anh em ạ. Ở đó bức này chất phui đẹp. Đẳng cấp thực sự này. Phụ chắc một cái những bức này. Hết rồi anh em nhá. Hẹn anh em một tháng nữa mới có phui. Đâu vừa rồi chỉ mua được có mấy cục. Đẹp chưa? Phui cái màu đỏ toàn sụn hết. Cái màu đỏ lên toàn bộ sụn đấy. Hôm nọ em có một cục là sụn hết đấy. Cũng một cục này mà không đục nghê đấy. Đục cục đà ma không ấy. Mà toàn sụn hết. Đây công đục lấy khá cao. Đế xem đế. Tí sẽ đặt đế mọi người nhé. Tí là đế. Để em chút em xem đặt đế. Làm nó kỹ mọi người nhé. Móc liền hết nha, liền 100% luôn, liền hết 100% luôn anh em ạ. Đục cái cả môn nghe bên dưới là bức này là giá nó sẽ hơi cao so với hàng không có nghe. Cao 66, rộng 23 và sâu là 10 gần 15. Cao 66 rộng 23 và sâu 15. Đấy cái đế này. Đế đặc 100% mọi người nhá. Đế đặc 100% này. Đế đặc 100% luôn nhá, uy tín chưa? Bức này giao lưu mọi người 5 triệu 6 anh em nhá. 5 triệu 6 không ship mọi người nhá. Bức này tuyệt vời đấy ạ. Giá hợp lý lắm. Anh em đi mua những bức ở trên thị trường không có giá này đâu. Mọi người không có giá này đâu. Không có giá này đâu anh em ơi. 5 triệu 6 luôn. Đợt này em làm khá nhiều chắc, con chắc đẹp cho mọi người chơi. Này, bức này mọi người đi mua làm gì có giá đấy đâu ạ. Này, nghe đủ kỹ chưa? Nghe đủ kỹ chưa? Chất này, chất phôi, đẳng cấp luôn. 5 đồng 6 ship mọi người nhé. Hết rồi, hẹn anh em một tháng nữa, bay ra là mới có. Vừa mua mấy cục là hết sạch rồi. Trên cửa mình còn một bức thọ thôi. Còn bức thọ khá to. Còn bức thọ thôi là hết rồi. Em quay giới thiệu anh em bức này nha. Tối qua bức này thì là về. Anh em nào ngắm chưa được kỹ thì mọi người inbox em để em chụp ảnh kỹ cho mọi người ngắm lại bức này nhé. Phải sụn. Sụn chặt. Bậy sụn chắc quá tuyệt vời luôn. Anh em nhìn này, đây là chắc đỏ đen. Bữa này em cho đục rất là kỹ. Đây anh em nhìn từ cái phần cuốn thư rồi. Rồi một cái bậy sụn nữa. Một cái bệnh sụn chắc. Đây là ra mình mua gỗ chắc nhiều ấy. Mình thấy cái bệnh sụn nó đẹp thì mua về làm thôi chứ còn bình thường anh em cũng không mấy người mua cái bệnh sụn này đâu. Dưới hoa sen, lá sen, sóng nước. Đây mặt sau. Đó, một cái bệnh liền 100% mọi người nhé. Liền 100% luôn. Cái này thì nó hơi tối trồi một chút rồi. Anh em thích ngắm kỹ thì inbox em mai em chụp rõ nét cho mọi người. Em không nghĩ là trời nó tối nhanh như vậy. Liền 100% mọi người nhé. Liền 100% luôn. Quá chất lượng, phùi yeah. Chuẩn chắc việt.
cực lắm. Cao 52, rộng 29 và dày là 13 phân. Một bạch sụp, bạch sụp, một cái bạch sụp này anh em, bạch sụp này anh em. Tối quá, đời quay ở trong nhà, trong nhà nó chật anh em. Đợt em không quay trong nhà đâu, trong nhà nó chật nên là mình không quay. Và cái này cái mai nếu anh em ấy thì em chụp lại anh đi, chụp ảnh cho kỹ mọi người nhá, chụp ảnh cho anh em ngắm cho kỹ. Ok, ôi tối quá rồi, hôm nay em mình sử dụng cái lúc đấy thôi, đau họng quá mọi người. Chia sẻ mọi người vài món như vậy đây, ngày mai tiếp tục, ngày mai sẽ quay mỹ thằng to mọi người nhá, quay cho anh em ngắm mỹ thằng to nhé. Còn hàng nhỏ hôm nay đợt này yếu yếu người, toàn quay hàng nhỏ ấy. Chất đẹp lắm, quay này đủ ánh sáng đẹp lắm. Bước này cả thì ngày mai anh em nào kết thì em chụp lại công việc, sẽ quay lại một clip khác có dễ. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian luôn luôn theo dõi ủng hộ em Minh. Chúc các bác cùng toàn thể gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và gặp nhiều bình an trong cuộc sống ạ. Hy vọng anh em nào ưng món gì thì liên hệ em mọi người nhá. Mọi người xem một clip thấy hay nhớ dành em xin good night. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh của em mọi người nhá. Có hai cái mâm này giá hợp lý đấy anh em này. Chún hết. Giá đấy anh em tặng anh em thôi. Tặng anh em thôi anh em nhá. Chứ còn nói thật mọi người là 999k thì mà là hàng dày 4 phân. Chún hết. Cái này bày đồ đẹp lắm. Bày đồ nhất là bày đồ cúng rất là tuyệt vời luôn. Đẹp mọi người. Chất lượng. Hai cái đồ chắc là này làm toàn đồ chắc kỹ, làm kỹ và làm đẹp hết cho anh em chơi. Đợt tới thì sẽ cố gắng làm cái chắc to nhưng mà khá là khó khăn bởi vì hàng chắc to em biết rồi đấy. Nó rất là hiếm. Nó rất là hiếm. Và thứ hai là nó có thể lên đến 1-2 triệu một cân. Chứ còn em nói mọi người cả nó đắt chắc cũ, nhất là chắc cũ, chắc ta của mình ấy. Những cái bức to ấy, nó có thể lên đến 1-2 triệu một cân là chuyện bình thường. Nên là khá khó làm và hầu như bây giờ anh em đều bỏ không làm với cái mặt hàng đó nữa bởi vì cái tiền phôi nó quá là cao. Phôi nó quá là cao, phôi này. Loại này em mua nó toàn 250 với 300 một cân. Này, những cái thằng chắc cũ này. 250 300 một cân rồi. Đó. Bé xíu là 200 rồi. Đây, loại này cũng là 250 này. Đó, mình mua nhiều mà giá nó cũng căng như vậy mà anh em biết này. Dã man. Nó không phải rẻ nào đâu mà thực ra. Nghe những cái cục to đấy. Nó có thể lên đến 500-700 một triệu, thậm chí là 2 triệu một cân. Thì nó do cái giá thành phẩm phôi nó cao quá. Xong đó cái cộng với công thợ nó cao hơn nữa. Thì những người bán hàng làm thương mại họ không thể bán được cái đủ được cái lãi suất của họ. Nên họ sẽ chuyển sang làm những cái mặt hàng gỗ khác, nó dễ kiếm tiền hơn. Và nó kích thích cái sự tò mò của anh em hơn. Ví dụ như là từ đàn này, hoàng đàn này, hoặc một số những cái dòng gỗ nhập. Đấy. Thì họ sẽ kích thích cái tính tò mò của các bác thì nó sẽ được giá hơn là những cái dòng của Việt nó đang có sẵn thị trường. Ok, và em xin dừng đây mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc anh em buổi tối thân tâm an lạc, vạn sự bình an mọi người nha. Đây clip thấy hay nhớ anh em mình xíu like, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye, see you again mọi người ạ.